em đó gửi cho các khách hàng ở Tân Biên, Bắc Giang. Con lọc chất âm rất hay luôn. Điện 220, hai vế loa đều hoạt động hoàn hảo. Cái này là tắt bỏ lọc rồi. Hai nút này không bấm, hai nút này không bấm. Nói chung là khi chạy đường cắm ngoài cùng thì không cần bấm nút nào. Đây, khi chạy đường như thế này thì không cần bấm mặt trước. Đây, đường vào, đường ra, đường vào còn lại là lớp vào đây. Hai cầu điện, điện 100 và điện 220, đang để điện 220. Khi cắm cái đường vào ngoài cùng thì không cần bấm nút này, còn khi cắm đường còn lại thì mới bấm nút này.